chiều ngày 2 tháng 10, bên lề buổi họp báo công tác quý 3, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý 4 năm 2023 do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã thông tin thêm về quá trình điều tra vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, làm 56 người tử vong, 37 người bị thương. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, liên quan vụ án này, đến nay cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều người liên quan đến làm việc. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ, cơ quan điều tra đã triệu tập 6-7 người là cán bộ của quận Thanh Xuân, công tác từ năm 2015, hiện đã nghỉ hưu. Các cán bộ thời điểm cũ mới là đáng nói. Về câu hỏi cơ quan điều tra có mời những cán bộ thuộc nhóm quản lý nhà nước như ông Nguyễn Xuân Lưu, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội. Trước khi lên làm Giám đốc Sở Tài chính, ông Lưu từng công tác thời gian dài ở quận Thanh Xuân trên các cương vị như Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân lên làm việc khai trương. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định tất cả những người trong diện điều tra, cơ quan điều tra đều mời lên làm việc. Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết hiện cơ quan chức năng đang đề xuất mời nhiều cán bộ đang đương chức lên làm việc. Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại quận Nam Từ Liêm và trực tuyến tới các điểm cầu quận Cầu Giấy, quận Thanh Xuân. Cử tri Lê Đình Nghĩa, Bí thư chi bộ tổ 14 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm cho biết, nhân dân trên địa bàn đánh giá vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân đã gây ra thiệt hại rất to lớn và đề nghị làm rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân liên quan. Ông Nghĩa nói, ai là người phải chịu trách nhiệm trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ vừa qua? Chúng ta không thấy quy trách nhiệm cho ai cả và cũng chưa thấy ai phải chịu trách nhiệm. Đề nghị thành phố làm rõ trách nhiệm các đơn vị cá nhân trong vụ cháy và xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Cử tri Nghĩa cho hay, trên thế giới, nếu các chính khách có hành động khiến dư luận bức xúc, sẽ xin lỗi và xin từ chức. Tuy nhiên, sau vụ cháy chung cư mini, cử tri chưa thấy ai xin từ chức, cũng chưa thấy ai chịu trách nhiệm, nên đề nghị cơ quan chức năng làm rõ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.